người bảo vệ có trách nhiệm cao mà con. Cô kia, cô ở căn hộ nào mà sao lạ mặt vậy? Cho tôi kiểm tra giấy tờ. Con là chú Nhất. Trời ơi, sao cô ăn mặc kỳ cục vậy? Nói nhỏ thôi, mọi người mà biết con đang ở chung cư là mọi người xé xác tôi chết. Chị Nhất, chị đúng là quá đáng mà. Tại chị á mà làm mặt em với mặt mọi người ở chung cư sương dù lên. Bây giờ chị còn bỏ trốn nữa hả? Tội nghiệp quá. Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị đâu có cố ý đâu. Chú Tâm cũng biết từ hồi xưa tới bây giờ con suốt ngày chỉ bán kem chất lượng thôi, có bao giờ con bán như vậy đâu. Mà lần này con bị tổ trác. Tổ trác sao? Tổ trác là tại vì con ham lời, con muốn mọi người trắng nhanh. Con pha nguyên liệu mới nó hơi nhiều, nó hơi lố tai nên đánh nhau với nguyên liệu cũ nó mới thành ra như vậy, chứ con đâu có muốn đâu. Mặc dù con không có cố tình, nhưng mà bắt buộc ngày mai chú cũng phải dán thông báo để nêu gương con là người tàn phá nhan sắc của tất cả phụ nữ trong chung cư này. Và nói mọi người phải tẩy chay hàng của con, không được mua hàng mỹ phẩm của con nữa. Chú ơi, con nghe chú nói xong con say sẩm mặt mày á. Chú thương con đi chú. Chú thấy con không chú? Con nè chú, con số con nó khổ lắm chú. Tại con đẹp đó chú, cho nên là chú đừng có làm như vậy với con. Mọi người mà biết thì con mất cỡ con chết chú ơi. Con mà không chết thì chú chết nè. Con chưa thấy cái cảnh mà bao nhiêu phụ nữ ở đây hả, vây quanh chú hành hung chú hả? Chú thương con lắm á, chú mới chỉ dán thông báo thôi. Chứ nghe lời mấy người đó là dán hình con lên đó hả, là coi như là truy nã tội phạm đó. Rồi bắt con phải bồi thường tiền thuốc men cho tất cả mọi người đó, chứ không phải giỡn đâu. Dạ con biết mà chú, con biết là mọi người đang truy nã con dữ lắm. Cho nên là mấy hôm nay con đâu có dám về nhà đâu. Con ngủ bên nhà bạn của con mà, con ngủ lang từ bữa giờ đâu có đồ mặc đâu. Mới về lấy con bộ đồ đâu mà bị chú bắt gặp con à. Chị đúng là vô trách nhiệm mà. Chị làm nó sự việc như vậy rồi xong bây giờ chị bỏ trốn nữa. Chị đâu có bỏ trốn đâu em. Mấy hôm nay chị đi ngủ nhà bạn chị là phụ thôi. Mục đích chính là con đi mượn tiền. Con đi mượn tiền mọi người con gom lại để con đi đền tiền thuốc men cho bà con trong chung cư mình. Con đâu có tiền đâu chú, con đẹp. Đây rồi. Tạm tới. Đây rồi. Tạm, có chuyện gì từ từ nói Tạm, bình tĩnh nghe. Không làm gì, tôi với ông có gì mà từ từ nói. Tôi kiếm Nguyệt nè. Hồi nãy Tạm lên kiếm con mà không có con. Ai về con ở đây? Dạ, Tạm kiếm con có chuyện gì không? Tạm nói con nghe, Tạm với mấy người phụ nữ trong chung cư này á, tất cả là nạn nhân, đồng lòng làm một cái đơn để kiên con Nhật. Nếu mà không chịu bồi thường sẽ thưa nói tội lừa đảo. Ý mọi người đã đồng ý, con ý con sao? Con hả? Dạ Tám, con nói Tám nghe nè. Hay là bỏ qua đi Tám. Con biết mà, con hiểu chị Nhật. Chị không có cố ý làm như vậy đâu, cũng tại sơ suất nghề nghiệp vậy thôi. Chị đang đi kiếm tiền, quyên góp tiền lại để đưa cho mình đó, chứ chị không có bỏ trốn đâu. Thôi Tám bỏ qua đi Tám. Nguyệt nói đúng đó, bỏ qua đi, mình hàng xóm mà, kiện tụng cũng đâu có hay ho gì đâu Tám. Trời đất ơi, sao bỏ qua được, sao không kiện tụng được? Nó hủy hoại nhan sắc cả một tập thể phụ nữ chung cư này mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nghe nhỏ này nói nè, nó đang quyên góp tiền đúng không? Ừ. Với lại hồi nào gì con Nhật cũng đâu có tệ vậy đúng không? Đúng rồi. Được rồi, tôi sẽ cho nó một cơ hội ha. Cho nó tuần sau đi. Tuần sau mà nó không đem tiền để đền bù cho mọi người đó ha, thì đừng trách sao tôi vô tình nghe chưa. Dạ. Nhỏ nào nó vừa đứng sau lưng hoài. Nhỏ bạn con nó cũng xài kem của chị Nhật đó Tám, cũng mặt bị sưng dụ gì đó. Đó, ông thấy chưa, không phải là chung cư này mà nó lây lan chỗ khác rồi. Nó khoe với tôi là cái mỹ phẩm của nó ha, nó tung lên mạng. Trời ơi, là phụ nữ toàn thế giới sẽ xài. Ô, tôi tưởng tượng phụ nữ toàn thế giới mà xài kem của Nhật rồi chuyện gì sẽ xảy ra ha. Lúc đó nó sẽ bị lệnh truy nã toàn cầu luôn. Bởi vì tôi nói rồi nghe, ai mà bao che chứa chấp nó ha, sẽ bị tội nặng nha. Gặp nó ở đâu là phải thông báo tôi biết, tôi là người đầu tiên được biết hay chưa. Dạ. Yên tâm, có chuyện gì Tâm sẽ báo cho Tám đầu tiên. Được rồi, tôi đi đây.